Rồi, ok, hello mọi người nha, em là Chí Cá Rồng Việt Nam mọi người ha. Đó, thì rất là nhiều anh em chúng ta đang chờ đợi em lên cái clip những em huyết long mới vừa kéo bên trại lên. Thì đây mọi người nha, hôm nay em sẽ lên cái clip những em huyết long size lớn nha, size từ 55 cho đến 60 xăng. Đó, những em huyết long size lớn kéo bên trại lên. Đó, mới vừa kéo hôm mùng 10 Tết mọi người ha. Đó, thì hôm nay em sẽ lên mã số và chia sẻ cho mọi người chúng ta xem nha. Thì đây là con ô số 1 mọi người nha. Con này là khoảng tầm 57 xăng mọi người ha, 55 57 xăng trong khoảng đó nha. Đó, cá thì dưới ao kéo lên thì anh em thấy nè, đó, mắc mò là rất là chuẩn chỉ luôn mọi người ha. Đó, em này là 27 cũ nha mọi người nha. Đó, màu mè thì ngon lành, cá không có đèn một ngày nào hết nha mọi người nha. Mới đem về đây mới có đèn thôi, còn nuôi từ nhỏ tới lớn là nuôi dưới ao. Đó, huyết long fully red nhập Indo chính ngạch, con này là leo lưng nha, đầu có màu xanh lá cây. Đó, lưng đã lột sạch hết rồi. Đó, size 55 57 xăng, mắt mo là chuẩn chỉ, râu ria cực kỳ chuẩn nha mọi người nha. Cá dưới ao thì mọi người chúng ta yên tâm rồi ha. Ô số 1 27 cũ, đó, màu mè rất là tươi luôn. Rồi tiếp theo là ô số 2, con này thì bảng cao mọi người nha, bảng nó rất là cao luôn và ngắn đòn nở hậu ha mọi người ha. Đó, em này cũng là mắt môi chuẩn chỉ nha mọi người nha. Cá dưới ao thì mọi người thấy là con nào cũng vậy, mắt môi là rất là chuẩn luôn. Em này thì nó khoảng tầm 57 xăng, hậu nở cực kỳ nở luôn đó. Và đa số tất cả cá dưới ao là đều đầu muỗng hết anh em ha. Đó, lồng bẫy nó chỗ y như là mấy con belly nè mọi người ha. Có nhiều con á belly nó chỗ sớm nhưng có nhiều con á belly nó chỗ lớn nó mới chỗ nha mọi người ha. Đó, thì em này là 33 cũ, con này là ô số 2 mọi người nha. Đó, rất là đẹp nha. Đó, cá nó mới đem về cửa hàng cho nên là mấy em nó chưa có được sung căng lắm nha, nhưng mà cá rất là chuẩn, đẹp bao cho mọi người chúng ta luôn. Rồi tiếp theo là ô số 3. Em số 3 này thì con này là nó nhỏ hơn con vừa rồi một tí. Con này nó khoảng tầm 52 52 xăng, chuẩn chỉ luôn. Con này là 18.8 cũ, 18.8 cũ nha mọi người nha. Đây, đó, cá nuôi ao nên là màu sắc nó rất là tự nhiên ha mọi người ha. Nhìn mặt con cá rất là non, chưa đánh đèn, chưa gì hết ha. Những con cá mà đánh đèn, ốp đèn nhiều quá nó sẽ bị háp cá, mặt nó sẽ nhăn nheo hơn. Đó, đây là những con cá mà dưới ao ha anh em ha. Rồi, mắt môi chuẩn chỉ nha. Con này thì có cái râu nó hơi bị ngắn một đoạn, với bên trái ngắn hơn một tí thôi. 18.8 cũ nha anh em, 18.8 cũ, con này ô số 3. Tiếp theo là bé ô số 4 mọi người nha. Con này ô số 4 ha, con này đầu muỗng ha, mặt rất là non. Đó, đuôi khích nha, mắt môi râu ria là chuẩn chỉ hết. Con này 28 cũ, em nó là khoảng tầm 53-54 xăng. Đó, 28 cũ nha mọi người nha. Ô số 4, mã clip này là 222, là ngày 22 tây tháng 2. Đó, quay rất là cận cảnh và chi tiết ha. Thấy em nó đang bơi tại Châu Văn Liêm số 38. Đó, anh em thấy không, body ngắn đòn như mấy con sọt luôn anh em ha. Cá nuôi ao thì nó rất là mập mạp, rất là tròn trịa. Đó, đặc biệt là body rất là đẹp ha. Này anh em thả cộng đồng được nha, tại vì cá nuôi chung đàn với nhau từ nhỏ tới lớn, anh em có thể ghép cộng đồng vô tư nè. Đầu muỗng nè, ô số 4, 28 cũ nha. Rồi tiếp theo là ô số 5, một bé size lớn màu rất là tươi rối luôn. Đó, em này size lớn hơn nè, em này ô số 5 29 cũ, em này khoảng 558 xăng, 57-58 xăng mọi người nha, đầu muỗng ha. Đó. Đó, màu rất là tươi nha, đặc biệt mắt môi nè anh em thấy không, cái size này mà con mắt cái môi nó như vậy thì khỏi lo về lỗi mắt môi trong tương lai mọi người nha. Vẫy lột lưng hết rồi nè ha. Đó, nuôi dao tự động lột lưng nha anh em, anh em khỏi cần nuôi phun trắng gì hết á, huyết long này nuôi xe lớn tự động nó lột lưng hết à, ngay cả em nuôi ao luôn nè, đầu nó có màu xanh nè anh em thấy không. Đó, nhiều con lát nữa em sẽ quay cho mọi người, nó đỏ đầu luôn, nuôi ao vẫn đỏ đầu bình thường. Đây là ô số 5 29 cũ nha mọi người nha, 57 xăng tầm đó, đẹp chưa. Rồi tiếp theo là bé ô số 6 mọi người nha. Ô số 6 thì con này nó khoảng tầm 58 xăng, 57-58 xăng gì đó, vẫn là chuẩn chỉ ha, vẫn chuẩn chỉ. Đó, đuôi to khích ha, em này là 27 cũ nha mọi người nha, 27 cũ, đuôi càng rất đẹp nha, chuẩn chỉ. Mấy con này anh em thả cộng đồng hồ to nó bung ra đẹp lắm, tại đây em nhốt cái bể cái nó hơi nhỏ cho nên là cá không có thể hiện được hết cái độ đẹp ha.
Đây là ô số 6 27 cũ nha mọi người nha. Đuôi con này rất là to ha. Ô số 6 27 cũ. Đó. Rất là ok nha. Đó. Đây, ô số 8, ấy ô số 7. Sorry mọi người, ô số 7 là siêu màu luôn, 35 cũ. Ô số 7. Đó, màu siêu luôn, nuôi với ao mà màu siêu đẹp luôn anh em ơi. Đầu muỗng mắt môi chuẩn chỉ, đuôi càng lồng lộn luôn. Em này 35 cũ nha, ô số 7. Râu nữa, râu cực kỳ to luôn anh em ơi. Quá là đẹp nha. Dáng bơi con này thì càng hạ luôn. Đó, đuôi to khích nha anh em ha. 35 cũ cho em này, ô số 7 nha. Em này là khoảng tầm 55 56 xăng. Đó, con này mà anh em về ốp nhẹ cái đèn led thôi là đỏ rực, đỏ lè luôn anh em ơi. Cá luôn ao, non chẹt luôn, lên rất là nhanh. Ô số 7 nha. Rồi, tiếp theo là ô số 8 là con này. Đây, lại một bé siêu màu nữa nè anh em ơi. Siêu màu, siêu body luôn. Đó, con này lúa rất là mềm. Con này là 29 cũ thôi. Đó, nè anh em nhìn body, nhìn màu mè nè. Đã chưa, chỉ có cái là nó hơi rách chút xíu. Cái này là lành lại 100% nha. Cam kết cho anh em mình đuôi nó rách là lành lại bình thường nha. Bảo đảm. Đó, màu đỏ tươi chưa, body cực kỳ ác luôn. Anh em đem về dưỡng cái đuôi này chút xíu, ok hết. Hiện tại lúa em nó chỉ có 29 củ thôi. Ô số 8, con này rất là to nha. Con này to lắm. Đó, con này ước chừng cái size nó khoảng tầm 55-56 xăng. Mà bản nó rất là cao anh em ha. Ô số 8 nha. Rồi, bên dưới này là một bé body rất đẹp. Ô số 9, con này là 29 củ. Đó, 59-60 xăng. Tầm 59 xăng đi. Đó, 58-59 xăng gì đó khoảng đó. Rất là đẹp. Đó, lưng là lọt hết trơn rồi nè anh em thấy không? Ô số 9 mã clip 22 29 cũ nha. Đó, mắt môi hoàn hảo hết anh em ha. Đó, đuôi càng nè, body nè, màu mè nè, không còn chỗ nào vàng nha anh em ha. Ok hết nha, mọi thứ ok cực kỳ luôn. Ô số 9 29 cũ mọi người ha. Rất là đẹp. Đây, siêu phẩm ô số 10. Con này rất là to nha, con này 60 xăng. Lột lưng lột đầu sạch sẽ luôn nè anh em. Đầu lột lưng lột hết luôn nè. Màu mè đang phát triển rất là tốt. Em này là ô số 10 32 cũ 60 xăng nha anh em. Ô số 10 ha. Nè, rất là đẹp. Màu rất là thực tế nha. Rồi, tiếp theo là một bé siêu đỏ nữa đây. Ô số 11. Ô số 11 siêu màu. Đó, đầu gãy luôn, con này đầu gãy ha. Mắt môi chuẩn chỉ nè, anh em nhìn màu nè. Trời ơi, ở ngoài nhìn đẹp hơn trong máy nha. Trong màn hình, ở ngoài trong màn hình nó không đỏ bằng ngoài, ở ngoài đỏ rực luôn. Mấy cái viền vảy chỗ này là đỏ, đỏ cực kỳ đậm luôn. Đó. Ô số 11 33 cũ nha anh em. Con này là nó khoảng tầm 55 xăng. Body quá đẹp luôn á. Rồi, bên đây là ô số 12 ha. Ô số 12 21 cũ. Đó, mắt môi là chuẩn chỉ hết nha. Con nào bị lỗi gì là báo liền cho anh em mình. Đó. Chuẩn chỉ, mắt môi chuẩn chỉ hết, 21 cũ ô số 12. Đó, bé này. Con này màu đậm nha, đỏ đậm chứ không phải là đỏ tươi. Đó, anh em muốn cá mà đỏ tươi anh em nuôi hồ trắng nó sẽ có xu thế ngã về màu đỏ tươi. Đó, còn anh em thích mượn cá màu đậm chúng ta nuôi hồ đen, đánh đèn vô. Rồi, bên đây ô số 13. Ô số 13 là 38 cũ, siêu màu, đỏ hết đầu hết lưng luôn nha. 60 xăng, 38 cũ, ô số 13. Đó, mắt môi chuẩn chỉ, đuôi càng đẹp long lanh luôn, đỏ đầu đỏ lưng hết luôn nè anh em. 38 cũ, con này rất là tố chất cực kỳ đẹp luôn. Đó, con này em lẽ để chân cái hồ trấn trạch ở dưới quá, quá đẹp, đuôi càng ha. Rồi, ô số 14, đây ô số 14 là 32 cũ nha. Con này màu rất là tươi, đuôi càng rất là bự luôn, mắt môi chuẩn chỉ hết luôn. Em này 55 xăng nè, vẫy lên lên leo xuống hàng một luôn rồi, đỏ xuống hàng một luôn rồi. Ô số 14 nha, 55 xăng, con này 32 cũ. Đó, đuôi càng anh em thấy không? Mấy em nói đang bơi tại Châu Văn Liêm số 38 nha anh em ha, 38 Châu Văn Liêm. Đó, rồi ô số 14 đây. Tiếp theo là ô số 15. Ô số 15 con này là 19 cũ nha. 19 cũ. Đó.
Ô số 15 19 cũ, đuôi càng rất đẹp mắt, mau là chuẩn chỉ hết luôn. Trong clip này em lên 15 con và đây là con cuối cùng trong clip anh em, 19 cũ cho bé này. Hoàn hảo nha. Đó, lưng đã lột sạch hết rồi. Đẹp chưa? Đuôi càng lồng lộn ha, con này màu chưa đậm. Anh em về chúng ta dùng cái led tenning, xài cái red xanh là được rồi. Là đủ ok rồi anh em ha. Rồi, ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Cá thì bên em còn bao la nè mọi người thấy không? Còn trên lầu 2 nữa, đây là tầng 1 nha. Còn lầu 2 nữa, bao la luôn. Đó, cá lớn thì khỏi nói luôn rồi, quá trời nhiều luôn. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều ha. Tiếp tục em sẽ lên tiếp những clip con cá khác cho mọi người chúng ta trong dịp đầu năm mới 2024 này. Chúc mọi người chúng ta nhiều sức khỏe. Đó, vạn sự như ý nha. Làm ăn phát tài. Bye bye mọi người nha.